Trong Transformer có một series rất độc đáo đưa các cỗ máy Robo cơ khí hòa vào trong các dạng mãnh thú trong tự nhiên, Beast War, chiến tranh giữa các mãnh thú. Và mô hình của ngày hôm nay đến từ Hasbro với tên gọi Leo Grimm, sư tử cơ giới. Ladies and gentlemen, welcome to Happy Holies. Trung thực, tận tụy, hết lòng vì nghĩa, vì dân trừ đạo chính là nghĩa vụ sống còn của Leo Grimm. Và chỉ nhìn vào hình dạng thì hơn một nửa viewer trên kênh chắc chắn sẽ đều thấy nó được tạo từ nhân vật nào trong cốt truyện chính. Ở dạng hức của mãnh thú, anh được tôn xưng là mãnh lực của tốc độ và cuồng lực của vũ khí trang bị. Khởi động mạnh mẽ với các nòng súng tên lửa hai bên, khi đối đầu với các trận chiến chênh lệch về số lượng, tiếng gầm sư tử hống lên từng hồi, mang tần số siêu âm làm suy giảm sĩ khí và chậm tốc độ hoạt động của đối thủ xung quanh. Bạn có thấy đối với series này, Hasbro đã làm quá tốt hình dạng cơ bản của Leo Grimm chưa? Thế nhưng sức mạnh chưa dừng ở đấy, bởi phần lớn sự bộc phá chỉ được thể hiện qua khi anh chuyển biến bản thân thành hình dạng cơ khí của mình với khả năng cận chiến được đẩy lên cao nhất. Đến lúc này, phần cảm quan về bên ngoài được hoàn thiện của Hasbro phải khen một cái về hình dạng này chứ không đùa được. Màu sắc hoài hòa cùng sự cân đối khi biến đổi lại khiến cho bản mô hình này đáng được mua hơn bao giờ hết. Chân cũng được mà dựng sao bàn cũng ok, rất quality các bạn nên sở hữu vì mức giá cũng không phải là quá cao. Móng vuốt sắc bén, tốc độ chân tay cao cấp cùng các chiêu thức cao cường làm cho Leo Grimm trở thành một trong những chiến binh cấp cao nhằm chiến đấu chống lại các thế lực xấu xa với vai trò như một vị đội trưởng. Leo Grimm